Chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trong những ngày này, lời chúc sức khỏe, bình an gửi đến cho quý vị có lẽ là lời chúc quý giá nhất. Đồng thời, tôi cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh YouTube Hoa Kỳ Ký Sự. Thưa quý vị và các bạn, Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn dịch bệnh Corona. Đề tài nóng bỏng ngày hôm nay, tôi xin gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến, những tình tiết và những thông tin cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, không lâu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Mỹ, thì vùng vịnh Bay Area nơi tôi đang sinh sống lại có một sự kiện, đó là con tàu du lịch Grand Princess. Du lịch từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, nó đã bị nhiễm bệnh virus Corona. Con tàu này sau đó lan nhanh trong cộng đồng khách du lịch trên tàu, khiến cho nó không được neo đậu tại bất kỳ quốc gia nào nó đi qua, trong đó cả Việt Nam. Và cuối cùng, người ta đã đưa đến một quyết định là chọn thành phố cảng Auckland làm nơi cập bến cho con tàu này sau nhiều tuần lễ lênh đênh trên biển. Và ngày cập bến cũng đã đến, với số lượng khách khoảng gần 4.000 người và 500 thủy thủ đoàn. Trong đó số người nhiễm bệnh đã tới con số hàng ngàn người, khiến cho việc cách ly, điều trị và cho lên bờ là một vấn đề gian nải. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, quyết định và cân nhắc, một giải pháp đặc biệt đã được đưa ra, đó là người ta sẽ sử dụng các loại xe bus đặc biệt đến bến cảng Auckland cho khách từ du thuyền lên xe bus, sau đó chạy thẳng đến sân bay Auckland. Từ đây, du khách trên con tàu đó sẽ sang máy bay và bay thẳng đến căn cứ quân sự Travis, nơi được cách ly và điều trị. Đồng thời, một số khách du lịch nước ngoài cũng từ sân bay này bay về đất nước của họ. Sau nhiều ngày và gần đến một tuần lễ thì công việc này cũng đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc neo đậu của con tàu lại mất thêm nhiều ngày vì người ta chưa biết nên đưa con tàu trở về nơi nào. Chính vì sự neo đậu dài ngày như vậy đã khiến một vài con virus corona đã lên bờ và khiến người dân thành phố Auckland nhiễm bệnh. Chính vì lẽ đó, ngay sau khi xuất hiện virus corona ở vùng Bay Area, đặc biệt là vùng vịnh, đặc biệt là thành phố Auckland, một lần nữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền sở tại phải ra quyết định về một lệnh giới nghiêm trong 3 tuần lễ cho cư dân của 6 quận, 6 hạt tại vùng vịnh Bay Area nơi tôi đang sinh sống. Nội dung và hình thức như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Shelter in place order due to virus corona, hay là lockdown. Theo tin tức địa phương cho biết, 7 quận hạt trong vùng vịnh Bay Area đã ban bố tình trạng giới nghiêm kể từ 12 giờ khuya ngày 16 tháng 3 năm 2020 cho đến hết ngày 7 tháng 4, tức là 21 ngày hay 3 tuần. Theo đó, 7 quận hạt này bao gồm Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara và Sonoma. Theo luật giới nghiêm, mọi người phải lưu trú tại nhà trong khoảng thời gian này, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết như bệnh tật hiểm nghèo, phải đi bác sĩ,
đi mua thực phẩm hoặc ngân hàng, đi đổ xăng. Theo luật giới nghiêm thì hầu hết các trường học đã đóng cửa, sinh viên đại học thì học online, các công ty đóng cửa, nhân viên chuyển công việc về nhà làm hay còn gọi là work from home. Đồng thời, các tiệm nail, tiệm tóc cũng đóng cửa. Luật giới nghiêm hay còn gọi là luật phong tỏa áp dụng trong 21 ngày từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 20 đến ngày 7 tháng 4, bao gồm 21 ngày hay là 3 tuần. Đối tượng thực hiện bao gồm tất cả mọi người ngoại trừ những người có hoạt động cần thiết như là đi bác sĩ, đi mua sắm thực phẩm hoặc những người được làm việc ở những công ty, công sở bắt buộc như Amazon, y tế và các cửa hàng thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì những cửa hàng hay là những cơ quan nào vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động bình thường? Đó là theo danh sách thì có rất nhiều như các dịch vụ cần thiết như là tổ chức chăm sóc y tế, các tiệm thuốc tây, các cửa hàng lương thực, thực phẩm, các cây xăng, các tiệm sửa xe, tiệm bán đồ gia dụng, ngân hàng và cơ quan tài chính, tiệm sửa ống nước, sửa điện, điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tem thư, ký gửi như bưu điện, Amazon, FedEx và UPS. Các cơ quan giáo dục học sinh nghỉ nhưng giáo viên, nhân viên có thể vẫn làm việc. Các tiệm giặt ủi, dịch vụ vệ sinh công cộng vẫn thu gom rác. Các hãng hàng không, các công ty giao thông vận tải, taxi như Uber, Lyft, dịch vụ chăm sóc người già, trẻ em, các cơ quan báo đài và cơ quan truyền thông đại chúng. Vậy còn các nhà hàng thì sao? Quý vị và các bạn vẫn đến được các nhà hàng nhưng không được ăn tại chỗ mà chỉ được order, mua thức ăn sau đó mang về nhà ăn hoặc đi đâu đó ăn chứ không được ăn tại chỗ. Hoặc quý vị có thể sử dụng các dịch vụ như là DoorDash, Uber Eats để mình order, để mình đặt mua thức ăn mang đến giao tận nhà mình. Nhân đây quý vị và các bạn nếu muốn ăn pizza thì họ luôn luôn có dịch vụ mang pizza đến nhà của bạn mà lệ phí không cao lắm. Cho nên đây là một trong những loại hình dịch vụ giúp cho quý vị và các bạn đang sống tại vùng vịnh California này phát huy tối đa tiện ích của nó, quý vị không phải trả thêm tiền. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị các bạn có việc cần thiết phải ra ngoài như là đi mua thực phẩm, mua thức ăn hoặc là phải đi đổ xăng hay là phải đi giao dịch ngân hàng, thậm chí là đi gặp bác sĩ, quý vị chỉ được đi gặp bác sĩ trong trường hợp thật cần thiết, thật khẩn cấp. Còn cảm thấy những bệnh lặt vặt thì quý vị và các bạn có thể liên lạc với bác sĩ qua điện thoại, FaceTime hoặc là video call. Chứ bác sĩ khuyến cáo quý vị và các bạn không nên đến bệnh viện. Ngoài những trường hợp như vậy thì khi quý vị ra ngoài như là dắt chó đi dạo hay quý vị đi tập thể dục dã ngoại hoặc quý vị đi với người nhà thì cụm từ distance, social distancing tức là khoảng cách an toàn, quý vị phải giữ là 6 feet giữa bạn, giữa quý vị và một người nào khác. 6 feet khoảng chừng 85 cm hay khoảng 1 mét. Khoảng cách này là khoảng cách tối thiểu để giữ an toàn sức khỏe cho quý vị và người khác nếu như một trong hai người đang mắc bệnh. Khi quý vị ra ngoài, quý vị có thể mang theo khẩu trang và lưu ý một điều khi quý vị ho hay là hắt xì hơi thì quý vị nên sử dụng khăn giấy, sau đó vứt đi rồi rửa sạch
tay của quý vị trong 20 giây, ít nhất là 20 giây, bằng xà phòng diệt khuẩn. Sau đó sấy khô hoặc là lau tay khô. Chừng đó cũng đủ loại trừ được khả năng lây bệnh của virus corona. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Vũ Hán, đại dịch Trung Quốc, COVID-19 hay là virus corona là những cụm từ chỉ để gọi tên của chứng bệnh đang hoành hành cả thế giới hiện nay. Mức độ nguy hiểm và nguyên nhân lây lan cũng như sự hình thành của nó như thế nào? Ngay hôm nay, tôi xin trình bày vấn đề này cùng với quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Đại dịch COVID-19 còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, viết tắt là NCP do Trung Quốc gọi, hay dịch virus corona Vũ Hán, là một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2 đang ảnh hưởng đến Trung Quốc đại lục cùng với nhiều trường hợp ở hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền trung nước Trung Quốc, khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống và được cho là địa điểm bùng phát dịch bệnh đầu tiên. Điều này vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại coronavirus mới, được Tổ chức Y tế Thế giới lúc đó tạm thời gọi là 2019-nCoV, có trình tự gen giống ít nhất 79,5% với dịch SARS-CoV trước đây. Sự lây lan từ người sang người đã được xác nhận, cùng với tỷ lệ bùng phát dịch tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày. Đã có bằng chứng rằng bệnh có thể truyền nhiễm trong khoảng thời gian này. Và trong vài ngày sau khi hồi phục, triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm sốt, ho và khó thở, có thể gây thiệt mạng trong trường hợp nghiêm trọng. Các ca nghi ngờ đầu tiên được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, với các triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng hơn 3 tuần trước đó. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, chợ đóng cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, và những bệnh nhân có triệu chứng được cách ly. Sau đó, những người tiếp xúc gần gũi với người bị nghi ngờ mắc bệnh đã được theo dõi. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, ca tử vong do SARS-CoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán. Trên đây là nguồn gốc và xuất xứ của đại dịch coronavirus hay là đại dịch Vũ Hán. Vậy mức độ nguy hiểm của nó như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, giọt nước bọt mang coronavirus có kích thước khá lớn, do đó bất kỳ khẩu trang thông thường nào, không chỉ khẩu trang N95, đều có thể lọc được. Tuy nhiên, khi người bị bệnh hắt hơi ra môi trường, giọt nước bọt chứa virus có thể bắn xa tới 3 mét, khoảng 10 feet, và lơ lửng trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất. 2. Khi rơi xuống bề mặt kim loại, virus sẽ sống ít nhất khoảng 12 giờ. Vì vậy, hãy luôn nhớ, nếu bạn tiếp xúc với bất kỳ bề mặt kim loại nào, hãy rửa tay bằng xà phòng thật kỹ. Số 3.
virus có thể vẫn hoạt động trên vải trong 6 đến 12 giờ. Bột giặt thông thường cũng có thể tiêu diệt được virus. Đối với quần áo mùa đông, không cần phải giặt hàng ngày. Bạn có thể phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời để diệt virus. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người rất lo lắng và phân vân vì lo sợ. Không biết triệu chứng nào là triệu chứng của virus corona. Có những loại cảm cúm thông thường, đặc biệt vào thời điểm này đang là mùa cúm, nên có thể nhiều người bị ho, có thể nhiều người sổ mũi, và rồi họ nghi ngờ là mình đang mắc phải căn bệnh quái ác. Tuy nhiên, thực tế như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Quý vị và các bạn hãy nghe cho rõ để đừng nhầm lẫn bệnh cảm, đặc biệt là cảm cúm thông thường so với virus corona gây ra. Thứ nhất, đầu tiên virus sẽ gây viêm đường hô hấp trên, điển hình là viêm họng. Vì vậy, cổ họng sẽ có cảm giác đau, khô rát, kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Số 2, sau đó virus sẽ hòa lẫn vào dịch mũi và nhỏ giọt vào khí quản, xâm nhập vào phổi, gây viêm phổi. Quá trình này sẽ mất 5 đến 6 ngày. Thứ 3, khi bị viêm phổi, các triệu chứng điển hình xuất hiện là sốt cao kèm khó thở. Lúc này cảm giác ngạt mũi của bạn sẽ không giống cảm cúm hay các triệu chứng viêm mũi dị ứng thông thường. Bạn sẽ có cảm giác như bị ngạt, bị chìm trong nước. Nếu xuất hiện những triệu chứng trên, hãy ngay lập tức đi khám tại các cơ sở y tế. Chúng ta có phải bó tay trước virus corona hay không? Thực chất, để phòng chống đại dịch này không có gì là khó. Chỉ có điều chúng ta có nhận thức được và đủ tỉnh táo, kiên nhẫn để thực hiện đúng và đủ hay không. Xin chia sẻ những bí quyết sau đây. Xin cảm ơn. Thứ nhất, hình thức lây nhiễm coronavirus phổ biến nhất là do chạm, tiếp xúc những thứ ở nơi công cộng. Vì vậy, hãy rửa tay thường xuyên. Virus chỉ có thể sống trên tay bạn trong 5 đến 10 phút. Nhưng trong 5-10 phút đó, có rất nhiều hoạt động có thể xảy ra. Bạn có thể vô tình dụi mắt hay ngoáy mũi. Những hoạt động này làm virus có thể xâm nhập vào cơ thể. Ngoài việc rửa tay thường xuyên, hãy súc miệng, súc họng bằng nước súc miệng có tính sát khuẩn để loại bỏ hoặc giảm thiểu virus khi chúng vẫn còn trong cổ họng trước khi xâm nhập xuống phổi. Và vấn đề cuối cùng là hãy chăm sóc, bảo vệ bản thân và đừng quên uống thật nhiều nước nhé các bạn. Nếu như quý vị không rửa tay được bằng xà phòng, bằng nước, thì quý vị và các bạn có thể mang theo mình một chai nhỏ gọi là chai khử trùng. Quý vị có thể cho vào tay xoa sạch cho bàn tay mình được sát khuẩn. Thì như vậy, khả năng loại trừ virus corona cũng được tối ưu hóa. Hệ lụy đầu tiên mà tôi phải đề cập đến đó là giá cả leo thang tại các chợ và siêu thị của Mỹ. Không biết ở Việt Nam như thế nào, tuy nhiên ở Mỹ, hiện tại gạo là thực phẩm chính đang khan hiếm. Hầu hết các siêu thị lớn như Costco, Walmart, Food Max đều khan hiếm loại gạo này. Bất kể là loại gạo nào cũng đều khan hiếm. Mỗi ngày đều có rất đông người tụ tập về các siêu thị lớn như vậy để tranh giành nhau các loại thực phẩm, nước uống và giấy vệ sinh để tích trữ, vì họ lo sợ chính phủ sẽ shutdown, tức là đóng cửa các hệ thống chợ, siêu thị trong một thời gian ngắn. Vì lẽ đó, người dân tranh thủ
đi mua về để tích trữ, gây nên một hiện tượng giá cả leo thang tại các chợ và siêu thị, đặc biệt là các chợ của người Việt và người Trung Quốc. Một bao gạo, nếu như trước đây giá bình thường chỉ là 25 đô la, thì nay đã là 57 đô la. Bao gạo này cân nặng khoảng chừng 22 kg. Đồng thời, các vật dụng khác như là khẩu trang y tế, nước rửa tay, nước sát khuẩn đều đồng loạt tăng giá. Thậm chí, tã em bé cũng khan hiếm. Chính vì lẽ đó, hiện nay, mọi người tranh nhau, chờ nhau cả 2-3 tiếng đồng hồ để thanh toán tại các chợ và siêu thị, tạo nên một hiện tượng tiêu cực tại những trung tâm mua sắm này. Một hệ lụy thứ hai đó là quý vị là những người đi làm công ăn lương, thì trong thời điểm này ít nhất là phải nghỉ việc ở nhà trong vòng 3 tuần hoặc có thể lâu hơn. Thì nếu như quý vị và các bạn đang sống tại Mỹ, Hoa Kỳ thì quý vị phải chi trả những khoản tiền tối thiểu dưới đây. Thứ nhất, quý vị là người đi thuê nhà hoặc là quý vị là chủ căn nhà thì quý vị phải trả tiền nhà, đó là tiền trả góp hoặc tiền thuê nhà. Bên cạnh đó, quý vị phải trả tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền điện thoại, tiền internet và các khoản như là chợ búa, xăng, vân vân. Ngoài ra, quý vị phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe y tế cho quý vị và bảo hiểm xe của quý vị và các bạn. Đó là với những người làm công ăn lương. Còn với những người chủ các tiệm nail, tiệm tóc, các nhà hàng thì như thế nào? Họ phải trả tiền thuê mặt bằng, nhưng trong thời điểm này 3 tuần hoặc lâu hơn, họ phải gánh chịu, họ phải chi trả những khoản tiền đó mặc dù doanh nghiệp của họ không hoạt động, tạo nên một cơn khủng hoảng trong cộng đồng người Việt Nam nói riêng và nước Mỹ nói chung. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cấp bách và khó khăn của thế giới cũng như của Mỹ, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp ứng bằng cách Tổng thống Donald Trump đã chi từ ngân khố của nước Mỹ là 50 tỷ đô la. Số tiền này được chia đều cho các tiểu bang của nước Mỹ. Trung bình mỗi tiểu bang như vậy khoảng chừng 1 tỷ đô la. Số tiền 1 tỷ đô la được phân phối cho các cơ sở y tế để đầu tư bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona, đồng thời các nhu yếu phẩm và dụng cụ y tế khác. Còn đối với những người dân đang gánh chịu hậu quả của việc giới nghiêm, phong tỏa, thì chính phủ cho phép được lùi thời gian trả tiền nhà 2 tháng. Quý vị vẫn phải trả số tiền mình thuê nhà, mình trả góp khi mua nhà hoặc là tiền thuê mặt bằng, nhưng được lùi sang 2 tháng sau. Có nghĩa là quý vị vẫn phải trả, vẫn phải mang nợ, nhưng được miễn trong thời gian này. Đây có thể nói là tin tốt lành nhất kể từ khi đại dịch Vũ Hán xảy ra và hoành hành trên thế giới, kể cả nước Mỹ. Thì đó là cách hôm nay một ngày, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có cuộc họp báo với tất cả cơ quan báo chí và được phát trực tiếp trên các đài ở Mỹ. Theo buổi họp báo này, thì Tổng thống Donald Trump đã chi 1.000 tỷ đô la cho toàn thể nước Mỹ. Theo đó thì các doanh nghiệp có thể được vay tiền để xoay sở trong những lúc khó khăn như thế này. Đồng thời, đối với các công dân Mỹ, người có thu nhập thấp dưới mức 70.000 đô la một năm
cho một người thì sẽ được nhận 1.000 đô la mỗi tháng, ít nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay. Không biết đại dịch kết thúc khi nào, nhưng ít nhất là mỗi công dân Mỹ có mức thu nhập khoảng 60-70.000 đô la một năm sẽ được nhận 1.000 đô la mỗi tháng để giúp cho họ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất hiện nay. Thực hư câu chuyện như thế nào thì vài ngày sau sẽ rõ, nhưng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Tổng thống bảo rằng số tiền này cần phải được nhanh chóng chuyển đến tay người dân trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Hy vọng tin này sẽ là tin thật và là tin tốt lành cho mọi công dân Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này, đáng lẽ việc cần làm là chúng ta phải có một tinh thần tương thân tương ái, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, thì các doanh nghiệp lại đua nhau đục nước béo cò, nước đục thả câu để đồng loạt tăng giá các loại nhu yếu phẩm, khiến cho cơn khủng hoảng càng thêm khủng hoảng. Đặc biệt các chợ này là do người Việt Nam, người Trung Quốc làm chủ. Khác với các khu chợ này là các siêu thị lớn của Mỹ như là Food Max, như là Walmart và Costco. Các sản phẩm mặc dù rất khan hiếm, sức mua tăng vọt, nhưng các nơi đây vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Họ chỉ giới hạn người mua bằng cách là chỉ cho phép người mua được mua với số lượng nào đó mà thôi, chứ không được mua với số lượng nhiều, vì để sản phẩm đó được san sẻ cho nhiều người cùng mua. Sở dĩ mà tôi vừa cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin chính xác, đầy đủ và được cập nhật đó là vì tôi đã tải về một cái app, một cái phần mềm về điện thoại, và cứ mỗi ngày tôi có thể truy cập vào
để xem tình hình cập nhật. Chính vì vậy, tôi mong muốn quý vị và các bạn cũng có thể làm tương tự để mình có thể theo dõi được tình hình biến động của thế giới. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần mềm để chúng ta truy cập và theo dõi tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như Việt Nam. Tôi có hai phần mềm, hai cái app. Thứ nhất đó là COVID-19 Tracker. Cái app này của thế giới. Và bên cạnh đó có một cái app thứ hai đó là COVID-19. App này của Việt Nam. Nó kết hợp với cái app vừa rồi để tạo ra một cái app đầy đủ với phiên bản là tiếng Việt. Ở đây có rất nhiều mục để chúng ta có thể theo dõi. Các bạn muốn xem phần nào chỉ việc nhấp vào đó để xem. Và tôi thích nhất đó là phần cập nhật dịch bệnh ở đây. Khi tôi bấm vào thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là tổng hợp và phần thứ hai là chi tiết. Phần tổng hợp sẽ có mục đầu tiên, tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm, bây giờ là 170. Tổng số bệnh nhân từ khi có dịch, tổng số bệnh nhân đã tử vong, tổng số bệnh nhân bệnh nặng, tổng số bệnh nhân hiện tại đang bị nhiễm, vân vân, có rất nhiều thông tin. Tổng số ca hồi phục tại Việt Nam, số ca nhiễm tại Việt Nam. Nếu chúng ta bấm vào chi tiết thì sẽ thấy tình hình chi tiết dịch COVID-19 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần lượt có tất cả là từ quốc gia Trung Quốc cho đến quốc gia cuối cùng. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới, khoảng chừng 170 quốc gia. Các bạn có thể kéo lên đến quốc gia cuối cùng mới bị nhiễm đó là 170, Togo. Số người nhiễm là một người. Mới có một người thôi. Và tương tự như vậy, chúng ta thoát ra và tiếp tục xem các mục khác, chẳng hạn như là chỉ đạo của chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan khác, điểm tin. Điểm tin ở đây là đa số tin về COVID-19. Các bạn có thể đọc các thông tin mới cập nhật của chính phủ của Việt Nam. Cập nhật tình hình COVID 12:30 ngày 18 tháng 3 năm 2020. Đó là tin mới nhất, các bạn đọc thì chỉ việc bấm vào. Bên cạnh đó, tin video thì các bạn muốn xem video thì cũng có thể xem ở đây. Theo chân chiếc xe đạp chở thông tin xóa âu lo giữa dịch COVID-19. Tin thời sự, tin tổng hợp. Tất cả đều có liên quan đến COVID-19. Có bác sĩ tư vấn, các tìm kiếm cơ sở y tế để chẩn đoán và xét nghiệm COVID-19. Gọi khẩn cấp, ví dụ các bạn muốn gọi đường dây nóng, gọi bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện nhiệt đới, tất cả các bệnh viện để chúng ta giải đáp thông tin, ý kiến người dân, bản đồ dịch bệnh. Và đây là do cái app này được thực hiện tại Việt Nam nên lấy chuẩn là Hà Nội, thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 20, âm lịch là 25 tháng 2, Hà Nội lúc này là 18 độ C. Đây là chi tiết, quý vị và các bạn có thể vô và Google app hoặc là phần mềm điện thoại của quý vị các bạn để tải nó về với tên gọi là COVID-19. Cá nhân tôi đang sống tại Mỹ nên thích cái app COVID-19 Tracker của Mỹ. Vì ở đây khi tôi nhấp vào cái mục Show Map sẽ thấy được các tiểu bang của Mỹ. Hầu như tất cả các tiểu bang của Mỹ đều bị dấu chấm đỏ, có nghĩa là Tổ chức Y tế Thế giới xác định ở đây có bệnh dịch
Màu đen là số người chết. Màu xanh là chưa. Và màu vàng là đã có. Bây giờ tạm thời nhấn vào cái dấu đen ở tiểu bang California thì sẽ có là 749 người bị nhiễm, bình phục 6 và số người chết là 13. Đây là tiểu bang California. Bên cạnh đó một tiểu bang khá là nhiều người bị, chắc có lẽ quý vị và các bạn đều biết, đó là tiểu bang Washington. Số người bị mắc là đã trên 1.000, 1.014 người khỏi bệnh 89 và số người chết là đã 55. Như vậy 55, Cali là 13, quý vị đã có là đã 68 người rồi. Theo như thông tin tôi được biết là toàn thể nước Mỹ đã vượt qua con số 100 người bị chết. Tương tự như vậy, các bạn có thể nhấn vào những cái chỗ dấu màu đen. Ở đây là Florida, đã có 1 người chết. Texas, 2 người chết. Santa Rosa County, Florida, 1 người chết. Louisiana, 5 người chết. Illinois, 1 người chết. South Dakota, 1 người chết. New Jersey, 3 người chết. Georgia, 1 người chết. Đây là thông tin về nước Mỹ. Tất cả đều có dấu chấm đen. Hầu hết các tiểu bang đều đã có người chết. Hàng trên cùng quý vị thấy là bị nhiễm, bình phục và số người chết trên toàn thế giới là 8.246. Sau một vài giờ đồng hồ, quý vị có thể bấm vào đây, bấm một cái dấu xoay xoay này thì nó sẽ thay đổi con số người chết, số người bình phục và số người bị nhiễm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối của video ngày hôm nay. Không gì hơn, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Lân có múa hay là nhờ tiếng pháo. Ca sĩ có hát hay là nhờ những tràng pháo tay của quý vị thính giả, khán giả. Và kênh của tôi có được nhiều động lực để làm thêm nữa, đó là nhờ sự đồng lòng trợ giúp bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, để lần sau tôi có thêm nhiều động lực để làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị và các bạn luôn an toàn trong mùa đại dịch này. Xin trân trọng kính chào.